Tadi cuma action. Action sebenarnya ada di FPH. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với shop app chính thức của Sĩ Kẹo. Sopsikeo.vn. Uy tín, chất lượng, nhanh chóng. Thử vận may Free Fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu VIP, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Alo, annyeonghaseyo. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nhé. Yeah, và ôi dồi ôi, mấy thế này còn chưa kịp nhảy dù xuống nữa các bạn. Yeah, và ngày hôm nay thì mình mặc cái bộ trang phục đạo trích tím. Các bạn biết để làm gì không? Ê, bình tĩnh. Ôi bạn ơi. Bạn chưa xuống nữa cơ ạ. Vãi thanh niên. Ê, từ. Này, làm sao đấy? Ui ôi, làm sao? Đứng lại. Ôi cha mẹ rồi, kẹo quên anh em ơi. Đấy là, nãy thì chưa có nạp đạn. Vãi trưởng thật. Nào bạn ơi. Ê, bạn đâu rồi? Và kẹo xin chúc anh em đầu tuần vui vẻ nhá. Hôm nay là thứ hai đúng không? Kẹo không nhớ nữa nhưng mà. Yeah, là đơn giản. Ok thì chúng ta hiện tại có được một cây Oza này. Với lại thì có MP40 nữa. Oza dạo này bắn rất là ngon luôn. Và kẹo cũng muốn là thông báo với anh em như thế. Cơ bản là bắn thì nó không giật anh em ạ. Nên là bắn rất là sướng luôn và yeah, hôm nay nhá, tôi sẽ leo rank đầu tuần mới cho anh em coi nha. Nói về độ nhạy thì hiện tại kẹo vẫn để full độ nhạy anh em ơi. Full 100% ngoại trừ AWM đó mà. Và anh em thấy chưa ạ? Hiện tại thì anh em thắc mắc là sĩ dạo này bán hay thế. Hiện tại thì mình đang tập chơi ba ngón nha. Và nói thật thì ba ngón chơi nó rất là linh động. Và các bạn sẽ mở thêm một số cái như kiểu là nạp đạn nhanh này. Thì thật sự là nó sẽ rất là hay luôn anh em. Anh em hiểu không ạ? Yeah, ok. Và ăn cái nâng giáp kia đã. Chúng ta có một cái mũ level 3, một cái giáp level 3 vô cùng xịn sò. Và kẹo ngày hôm nay sẽ quẩy trên xưởng cơ khí mọi người nhá. Uầy, gì thế? Ê bạn ơi, chạy đâu thế bạn ơi? Ui, vãi cả trưởng, thằng bé dụng con keo nhanh quá anh em ạ. Nào, làm sao? Trốn á? Vãi cả trốn cơ. Làm sao? Ôi vãi, nó chặn mình nè. Ê, hơi khoai rồi nhờ này. Bình tĩnh nào. Ui, headshot vỡ đầu luôn. Thì với cái độ nhạy full 100% thế này ấy, lúc đầu anh em chơi game có thể là chưa quen. Nhưng mà nếu như các bạn đã chơi quen rồi thì thật sự để mà nói là độ nhạy 100% full hết như thế này bắn rất là dễ. Ô, vãi. Oh my god. Từ anh em ơi. Và nó phụ thuộc vào cái cách chơi của anh em nữa. Tức là cái đôi tay của các bạn càng linh hoạt thì anh em càng vuốt tầm nó dễ hơn thôi, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào cái độ nhạy nhá. Trong đó là kẹo sâu ra cho anh em cùng biết là yeah, sĩ kẹo huyền thoại quay trở lại chơi game bằng ba ngón và độ nhạy full 100% nhá. Ui, cái má nó ở trên này là chúng ta phải di chuyển nó khéo léo một tí anh em ơi. Di chuyển chéo qua cái phía này. Ui phải. Đang mải bốc phép. Ê đừng nha, ngồi xuống cái cho nó an toàn anh em ơi. À, thì ra là ở dưới cả. Rồi anh em yên tâm nha. Yeah. Bình tĩnh thôi nào. Sao á? Ê, có dọn đến đây. Ha, sao á? À, liệu không bạn ơi. Rồi này làm sao? Được chưa anh em? Thì các bạn cũng sẽ phải căn giờ lựu đạn. Thì ném lựu đạn nó cũng sẽ sướng hơn. Ui vai. Cứ bình tĩnh đi nào. À, làm gì game vậy? Ê, headshot vỡ đâu. Ui. Vai kiểu sao mà mình bị bắn vậy ta? Áp lực quá. Yeah, và chắc là kẹo sẽ quay đây xíu đi anh em ơi. Tiếp tục lượn lờ. Và hiện tại trên tay kẹo đã có M79 rồi nha. Nói thật thì rất là ít khi kẹo chơi M79. Nhưng mà khi mà kẹo đã chơi M79 thì cứ phải gọi là bắn như hack anh em ơi. Anh em được chưa? Rồi nhá, tí nữa tôi thể hiện cho anh em xem. Nhưng mà ê, làm sao đấy hả? Ê, thật sự là kẹo mới mở cái chế độ đấy là cái đam súng mới. Nhìn nó hơi khó một xíu anh em. Nếu mà anh em mở cái hiển thị sát thương cũ thì nó sẽ cảm thấy là dễ chơi hơn. Nhưng mà yeah, cứ bình tĩnh thôi. Đây kẹo qua đây nhá. Má mấy anh em làm tôi sợ quá nhở. Làm sao? Yeah. Bình tĩnh. Bình tĩnh tự tin và chiến thắng anh em. Oh my god. Từ anh em. Được luôn này. Quá là điều bình thường luôn ạ. Yeah, let's go. Ô, mình chắc là kẹo khả năng chắc là xuống dưới thôi anh em ơi. Cơ bản là bo thì cũng thu lại xuống phía dưới mà. Nên là chúng ta khả năng là xuống dưới thôi. Thính bên dưới thì rất là thơm ngon luôn. Ấy, thanh niên. Ôi bạn ơi bình tĩnh. Tại nói xa quá nên vút tâm hơi khó nên kẹo sẽ chạy lại gần. Các bạn hôm nay chơi combo khá là dị. Chúng ta có MP5 này, M79 này.
Thế nên là MP5 thì không thể nào mà bắn xa quá, vút tâm nó cũng khó, hoặc bắn thì chắc là gãy ngứa cho địch là chủ yếu thôi. Nên là chúng ta sẽ lại gần đây và oh, welcome. Đi nó chạy đâu rồi vậy ta? Ôi kẹo thao mang qua, kẹo thao mang qua anh em ơi. À kia, bình tĩnh. Thôi cứ để cho thanh niên đó sống đi anh em. Kiểu gì thì bạn cũng sẽ phải coi chừng cái đầu của bạn thôi, bởi vì là tí nữa thì kẹo cũng sẽ bắn vỡ đầu luôn. Được chưa anh em. Yeah nào. Ui cầm nỏ trên tay rồi, toàn là những cái vũ khí sát thương gây nổ thôi. Sẽ á? Bạn ấy còn ngơ ngác là không hiểu mình đến từ đâu cơ, mình đang ở đâu cơ. Bật cho lóc. Ê có xe. Có xe thế này không có vội được anh em ơi, có xe nên là chúng ta ngồi tạm sau tình cái đã. Yeah. Đổi lại qua Uza này. Và bên năm thì bắn. Yeah. Được luôn vỡ đâu. Yeah. Rất là đơn giản thì kẹo sẽ đổi lại qua một bên nam đi. Các bạn là với cái súng M79 này mà anh em cầm ra chơi là không có ổn đâu. Thì anh em chỉ có thể là bắn xa, bắn tầm trung thôi, bắn tầm gần là địch nó dã cho chỉ còn nữa là xanh mộ thôi. Còn kẹo thì mục tiêu vẫn là cố gắng kiếm top 1 nhá. Yeah, làm sao? Ồ, trên cho có người đúng không? À, hay rồi nha. Và nếu như các bạn thấy video của Xí Kẹo hay, đừng quên đấy là hãy để lại cho video một lần like cũng như là đăng ký kênh ủng hộ cho Xí Kẹo nhá. Thank you các bạn rất là nhiều. Giới thiệu luôn đấy là hiện tại thì Kẹo có lập một cái kênh mới tên là Xí Kẹo TV. Bởi vì là kênh Xí Kẹo này mất tương tác quá, thế nên là anh em cũng qua ủng hộ kênh Xí Kẹo TV giúp mình nhá. Thank you các bạn rất là nhiều ạ. Ơ kìa, nào cái đầu. Vãi. Rồi sao cái đầu đâu? Cái đầu đâu bạn ơi? Ui ôi, thanh niên. Xanh mộ sớm nhá. Nào, cái gì đấy? Ê, nó chạy anh em ơi. Tại này bắn xe thanh niên kia giống như kiểu gái ngứa thôi. Và trận đấu của chúng ta còn lại là 6 player nữa, cũng khá là căng thẳng đây, nhưng mà kẹo tranh thủ rút đồ đâu. Ui vai chưa, gặp ngay thành super bông kẹo, thế này nhiều bông kẹo á. Vai, thế này lượm bao giờ cho hết anh em ơi. Ui dồi ôi, rất là đã, rất là sớm rồi anh em ơi. Lượm nhiều quá đến 19 bông kẹo rồi anh em, thì kinh khủng không ạ. Vai, trận danh mình lượm hẳn 19 bông kẹo. Nào, nhưng mà nhiều bông kẹo thế này thì chơi càng sướng mà. Nhất là kẹo còn có M79 trong tay nhá, là chưa có bắn viên nào đâu nhá. Ê, đừng bạn ơi. Bạn ơi, đừng bắn mình nữa. Ôi, cái ma rát phê anh em ơi, thật sự là hơi bị kinh khủng đấy nhá. Cái này không đơn giản nhá, nhưng mà bình tĩnh đi anh em ơi. Kẹo mới lên căn nhà chữ L này thì mới thiên linh kia bỏ mẹ này. Này, làm sao? Ê, chạy á? Nào, chạy đi em ơi. Ôi ôi, bạn tưởng là bạn ở trên bạn ngon đâu. Ui, má, cho nó vừa clear nhau xong rồi. Vãi, sợ thật. Tên này nó thật với anh em là chơi game rất là hồi hộp, run hết cả tay rồi. Yeah, ok, chắc là kẹo sẽ lên trên này xíu đi. Nào, xuống đây bạn ơi, nào. Mấy tên này không xuống là thật sự là cũng hơi xoắn quẩy rồi đấy. Bông keo thì kẹo đã cầm sẵn trên tay rồi. Đấy, chặn tầm này là ổn này. Thì anh em sẽ tránh được mấy thằng địch nó bắn anh em đúng không? Nhưng mà nào, cái thằng trên đồi kia. Ui, vãi, rát vãi. Ui, bên này có người đây này. Căng thẳng với cái trưởng ra, nhưng mà đây. Qua luôn anh em ơi. Đấy, đứng đây là quấn máu cho nó an toàn anh em ơi, chứ còn là ở trong nhà kia là sợ lắm á. Đấy, nào. Chạy ghê vậy. Được bạn ơi, bạn chạy ghê quá ha, làm tôi sợ đấy. Nào. Ui vãi. Mấy bố lại clear nhau ở trên à. Ê các bạn ơi, bo sắp chuẩn bị thu lại rồi kìa, vô bo đi. Này nhá. Anh em ơi, đến phần hấp dẫn chưa? Hả? Đến phần hấp dẫn thì kẹo cầm M79 là các bạn tiêu đời rồi. Nhưng mà chờ bo thu cái đã anh em ơi. Nào. Sao ấy? Mấy thanh niên kiểu. Ê, I love you baby. À, kẹo thấy bông kẹo rồi nhá. Nào, một viên. Oh my god, phí quá anh em ơi, không có trúng à. Phí vãi, cầm nỏ đi. Oh my god, nỏ, sát thương nổ cũng không ăn thua các bạn. Thanh niên núp kỹ quá anh em ơi, sao ok phải không nào? À đi rồi. Nào. Bắn cho cái lại. Ê, nổ đâu bây giờ kia. Xuống ngay à. Ui, hai đứa anh em ơi. M79 nhá, double nhá, hai mạng nhá. Oh my god, yeah. Xong rồi. Nhưng mà cái thằng kia nó chết vì bo anh em ạ, nhục vãi, chả hiểu sao. Không phải đấy là kẹo có 2 kill rồi đấy. Một mũi tên trúng 2 mục đích luôn thì quá là ngon rồi, nhưng mà không có được à. Ê, thế nên quỷ đâu ta? Mình là mình không biết đâu, mình đoán dò thế thôi anh em ơi, chứ là cũng không biết bạn ấy đang ở đâu á. Đang ở đâu vậy? Ôi, anh ơi đừng rong chơi, đừng mà mẹ, anh ơi đừng có rong chơi nhá. Oh my god.
không có thấy luôn các bạn ơi. Chắc là mình nghĩ là ở trong nhà đấy. Nào ra đây. Nỏ này nhưng mà không có trúng à. M79 nhá, còn 2 viên. Thôi bỏ mẹ rồi. Pha cuối này kết liễu bằng M79 rồi. Ui. Yeah. Vỗ tay bu cho anh em ơi. Tuyệt vời nhá. Wow. Yeah. Hôm nay thể hiện cho anh em M79 thế anh em lại thấy gắt chưa ạ? Thực ra thì nó cũng không gắt lắm nhưng mà ok, cơ bản là mấy thằng địch nó cứ trốn mình thôi anh em ạ. Bye bye nhá.